Tìm việc làm ở Thụy Sĩ có khó không? Xin chào, lại là Phương ở Thụy Sĩ đây. Sau gần 2 năm định cư tại Thụy Sĩ, cuối cùng hôm nay mình chính thức ôm hồ sơ đi xin việc này các bạn. 2 năm trước khi còn ở Việt Nam, mình đã thử tự mở một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Khi công ty đang trên đà phát triển và hoạt động được 3 năm thì đại dịch ập đến, khiến mình không kịp trở tay và cuối cùng cả gia đình mình đã quyết định chuyển về Thụy Sĩ để định cư. Trong suốt gần 2 năm qua mình vẫn luôn ấp ủ hy vọng, luôn tìm cách để khôi phục từ xa, nhưng thực sự đây là một bài toán khó. Cuối cùng lại một lần nữa mình phải đưa ra quyết định. Mình quyết định sẽ đi tìm việc làm để học hỏi thêm kinh nghiệm, kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có cơ hội cọ sát thực hành tiếng Pháp của mình. Ở Thụy Sĩ khi đi xin việc làm thì mình thấy không hề dễ dàng một chút nào cả, nhưng một số bạn bè của mình thì bảo cũng không quá khó lắm đâu. Thụy Sĩ là một đất nước vô cùng cởi mở và sẵn sàng chào đón mọi công dân nước ngoài đến để sinh sống và làm việc. Chính vì vậy mà cơ hội đều chia đều cho tất cả mọi người. Đồng thời, chính sách lương bổng cũng như là các quyền lợi khi lao động cũng khá là cao. Ví dụ như mình tìm một công việc part-time chỉ có 50% thôi, có những công việc cũng có thể kiếm hơn 80-90 triệu là chuyện bình thường. Tùy vào lĩnh vực công việc và ngành nghề thì mình thấy cái giờ làm ở bên này cũng khá là thoải mái, không quá dài so với thị trường ở Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các công việc đều có những yêu cầu vô cùng cao và khắt khe về trình độ, về chuyên môn, về ngôn ngữ và cũng như là giờ làm. Nghĩa là một khi đã bước vào công việc rồi thì chúng ta phải tập trung 100% sức lực và tâm trí vào công việc, chứ không có kiểu mà vừa làm vừa chơi giống như một số nơi. Khi quyết định đi tìm việc làm thì bản thân mình cảm thấy vô cùng áp lực, mặc dù khi còn ở Việt Nam mình khá là tự tin với trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình. Nhưng để làm được công việc mà mình yêu thích cũng như là làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế như thế này thì mình cần có cả ngôn ngữ chuyên ngành vững vàng nữa. Mà trong khi ngôn ngữ chuyên ngành của mình lại thiếu. Chính vì thế các bạn ạ, điều mình muốn nhắn nhủ ở đây đó chính là các bạn khi còn trẻ đây này, các bạn hãy cố gắng trau dồi ngoại ngữ của mình đi nhé. Đừng để đến khi cơ hội đến mà chúng ta phải ngậm ngùi tiếc nuối. Còn mình lại tiếp tục hành trình đi tìm việc của mình đây. Mọi người hãy ngóng chờ tin vui của mình nhé. Mình sẽ cập nhật tin mới nhất có thể cho các bạn. Nếu các bạn yêu thích những video của mình về cuộc sống ở Thụy Sĩ, những thông tin hữu ích mà mình đã chia sẻ thì các bạn đừng ngại ngần gì, hãy thả tim cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.